Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái network Echo của sàn Huobi vào cái ví MetaMask. KTV sẽ thao tác trên máy tính, còn quý vị thao tác trên điện thoại, nó cũng tương tự như vậy. Thì ở đây, KTV đã tích hợp cái ví MetaMask vào trình duyệt Internet rồi đây này. Nó có biểu tượng hình con chó đây này. Rồi bây giờ KTV sẽ mở cái ví MetaMask lên. Đây, KTV đã thêm cái network Echo vào rồi. Đây, bây giờ quý vị muốn thêm cái network Echo thì quý vị để ý này. Đây, quý vị để ý đến cái phần Ethereum Mainnet. Quý vị hãy bấm vào. Rồi quý vị chọn cái dưới cùng là custom RPC này. Đây, cái ô network name là cái ô đầu tiên. Thì quý vị đề là Echo gạch mainnet. Cái ô thứ hai là cái ô new RPC URN. Quý vị hãy đề là https 2.2 gạch sược http gạch ngang mainnet gạch ngang nuder.huobichain.com. rồi đến cái ô thứ ba là cái ô chain ID, quý vị hãy đề là 128 vào. Tiếp theo cái ô thứ tư là cái ô symbol, quý vị đề là ht. Và cái ô cuối cùng, Block Explorer đây này. Quý vị đề là scan.ecochain.com. Đó. Sau khi thao tác chính xác xong thì quý vị hãy bấm vào Save và nó không có báo lỗi màu đỏ gì ở đây cả. Thì ở đây KTV đã thêm vào rồi thì nó có báo cái này rồi. Quý vị lưu ý cái ví MetaMask này nó chạy trên cái nền tảng network ERC20. Còn quý vị thêm cái network Echo này thì nó chạy trên cái network Echo của Huobi. Đó. Rồi và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.